tiên mình phải hiểu cái đau cổ là như thế nào. Đau cổ thì cái xuất hiện của đau là ở phía cột sống, ở phía sau cổ, là có khả năng nó lan xuống bả vai hoặc xuống cánh tay. Thì kiểu đau có thể là châm chích, hoặc là đau buốt rát, đau của cái cổ vai gáy. Thì nó có nhiều nguyên nhân, đó đầu tiên là cái lão hóa của cơ thể. Số trường hợp người lớn tuổi có thể hệ sống cơ cổ nó không được tốt, có thể nó làm đau. Thứ hai là cái phía cột sống cổ nó có thể nó thêm cái yếu tố nữa là nó bị gai thoái hóa cũng làm cho đau. Về phía cái nguyên nhân thứ hai có thể là do căng thẳng, căng cơ cổ có một số tư thế xấu nó có thể làm đau cái cổ tăng lên. Ví dụ như là tư thế sử dụng hiện tại bây giờ là sử dụng smartphone, sử dụng máy tính nhiều có thể nó làm đau cái cơ cổ nhiều hơn. Ngoài ra có thể nhiều yếu tố nguy cơ khác như là stress cũng làm cho đau cơ cổ. Một số bệnh lý khác có thể kèm theo, nó chỉ điểm cho những cái bệnh lý khác chứ không phải là do từ cơ cổ gây nên. Ví dụ như viêm màng não, bệnh lý do viêm chu vai, một số trường hợp có thể là xuất hiện những bệnh lý ác tính như ung thư vùng hầu họng, nó cũng làm thể đau cổ.